đã đến với kênh của mình Ẩm thực miền quê. Mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món ngô luộc, bí quyết luộc ngô và ăn ngô để phòng mỡ máu tăng hay là tim mạch, ung thư hay là táo bón, tiểu đường nhé. Đó là một trong những loại thực phẩm rất là tốt đối với sức khỏe và mình mời các bạn cùng vào bếp với mình. Đây các bạn ngô nhé, ngô thì đây là ngô nếp. Các bạn mua thì chúng ta thường là mình hãy tách ra như thế này để mình kiểm tra xem ngô non hay ngô già, hạt nó có thưa hay mau nhé. Và ngô thì các bạn biết rằng là một trong những thực phẩm rất là quan trọng và chúng ta thường hay bổ sung ngô các bạn nhé. Ăn ngô sẽ phòng ngừa được các bệnh rất là tốt như là mỡ máu tăng hay là giảm nguy cơ ung thư các bạn nhé, hay là trị táo bón, tiểu đường các bạn ạ. Khi ngô ấy, thì chúng ta có thể luộc như ngô lết này, thường thì mình hay luộc hoặc rang lên các bạn nhé. Các bạn luộc thì nhớ là bỏ bớt cái phần lá đi và mình để một ít phần bẹ của ngô như thế này nhé. Trong ngô có chứa nhiều hợp chất phenolic các bạn nhé, cao nhất ạ. Điều này có nghĩa là nó có đặc tính chống oxy hóa, chống ung thư rất là tuyệt vời các bạn ạ. Cho nên chúng ta có thể sử dụng ngô vào những bữa ăn, chúng ta có thể ăn để giảm cân hoặc là mình ăn để kiểm soát được các bệnh như tiểu đường các bạn nhé. Ăn ngô thường xuyên sẽ giúp bạn giảm được mức cholesterol ạ, và làm mềm mạch máu. Ngô còn được coi là thần dược, có tác dụng giúp chúng ta chữa các bệnh như là bị máu nhiễm mỡ hay là mỡ máu nhé, cải thiện được tình hình nhé, rất là hiệu quả khi chúng ta sử dụng ngô ạ. Ngoài ra ăn ngô còn giúp chúng ta giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch hay là giúp chúng ta hấp thụ được cholesterol tốt nhé, và tăng cường được lưu thông máu ạ. Tránh được mức cholesterol xấu trong máu và bảo vệ được hệ thống tim mạch của chúng ta tốt hơn. Ngoài ra nó còn tăng cường hệ thống tiêu hóa, ngô giúp chúng ta cung cấp được năng lượng cho tế bào đường ruột nhé, và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh hệ về đường ruột như là ung thư, thư ruột kết các bạn ạ, rất là hữu ích ạ. Kiểm soát được lượng đường nhé, loại bỏ được các gốc tự do, cải thiện được lưu lượng máu ạ, bảo vệ tế bào tuyến tụy nhé, tiết xuất insulin, còn ngăn ngừa suy thận các bạn ạ, giảm được nguy cơ giảm cân hay là phòng ngừa tim mạch vành, xơ vữa động mạch hay là tăng lipid máu, tăng huyết áp, rất là hiệu quả. Khi chúng ta ăn ngô nó còn làm sáng mắt, kháng viêm, bổ sung được cho cơ thể của chúng ta, điều tiết được nội tiết tố do giàu vitamin E nhé. Đây các bạn sẽ rửa ngô dưới vòi nước cho mình thật sạch nhé. Vì nhiều lúc trong dâu ngô ấy, khi chúng ta mua trồng ngô, nếu mà trồng ấy thì bơm thuốc ấy, thì trong ngô thì nó sẽ có được cái lớp bẹ ngô hay áo của vỏ ngô nó bao bọc rồi. Còn đâu là cái phần như dâu ngô ấy thì thường là ở mé ngoài, sợ là khi bơm thuốc bảo vệ thực vật ấy còn có ảnh hưởng, nên các bạn sẽ rửa sạch kỹ phần dâu ngô. Mình luộc cả phần dâu ngô các bạn nhé, để mình lấy cái nước của ngô luộc uống ấy, rất là tốt đối với những người bị bệnh sỏi thận nhé. Mà nước dâu ngô thì rất là tuyệt vời rồi, chúng ta thường xuyên uống thì kể cả không bị sỏi thận thì cũng giúp cho thận của chúng ta khỏe mạnh hơn nhé. Đấy, các bạn rửa sạch đi cho mình nhé. Thông thường mình mua ngô ấy thì mình thường hay lột hết cái phần bẹ ngô đi, họ hay xin để cho bò ấy ạ,
cho nên là hay bỏ đi, nhưng mà có phần bẹ này thì ngô sẽ ngon hơn rất là nhiều. Rửa đi rửa lại 3 nước nhé. Thường là chúng ta rửa cho củ quả gì cũng phải 3 nước. Đây ạ, đây là những cái bắp mà mình đã luộc sẵn trước đấy ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình cái xong và mình sẽ xếp phần ngô xuống nhé. Ngô, những bắp ngô to dài thì mình sẽ xếp ở phía dưới trước. Bí quyết để luộc ngô ngon không phải là các bạn cho đường, mà đây mới là một nguyên liệu chính để cho ngô của chúng ta ngon hơn nhé. Đó là một ít muối các bạn ạ, thì ngô của chúng ta sẽ ngọt, ngon và mềm nhé. Và đối với những người tiểu đường thì không ảnh hưởng gì đến cả. Và bây giờ các bạn sẽ cho mình vào đây phần nước nhé. Nước các bạn sẽ cho ngập ngô cho mình. Các bạn sẽ đun sôi cho mình khoảng 20 phút là chín ạ. Đây, nồi ngô sôi như thế này nhé, các bạn sẽ nhỏ lửa cho mình nhé. Đây các bạn, nồi ngô sau khi mình luộc xong nhé. Hạt ngô rất căng bóng như thế này, nó không còn bị ấy nữa, là trong rồi, tức là ngô đã chín rồi nhé. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Đây các bạn sẽ lấy phần ngô ra nhé. Mình dùng cái kẹp này thì nó dễ gấp hơn. Nước ngô thì mình sẽ làm nước ngô luộc để mình uống ạ. Đây các bạn nhé. Và mình mời các bạn thưởng thức món ngô luộc với mình nhé. Rất là ngon mà lại tốt cho sức khỏe. Bí quyết đồ ngô như vậy thì các bạn sẽ có ngô vừa ngon, nước uống vừa ngọt mà không bị gì cả. Nhiều người cứ cho đường, đó là một sai lầm khi chúng ta luộc ngô mà lại đã hạn chế ăn đường rồi mà lại còn cho đường nữa thì còn gọi gì là luộc ngô nữa. Ngô rất dẻo và ngon ạ. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn về ăn ngô rất là tốt đối với sức khỏe và luộc ngô ngon nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình ạ. Ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngày càng khỏe hơn và có thể làm được nhiều việc nhé.